Ất Tỵ mạng hỏa số này, cung đoài lửa cháy sáng ngời tỏa đăng, thu đông lỗi số khó khăn, hai mùa khắc nghịch có ăn lo hoài, xuân hạ mà đặng sanh thai, kẻ hầu người hạ có bồi bếp sai, số này tuổi nhỏ nguy nan, trở về lớn tuổi có phần an thân, số người cách trở lương duyên, bằng không thì cũng vợ trong vợ ngoài, số mạng phước lớn nhờ trời, khỏi bị chết hụt cũng thời cầm giam, phải nên phước đức tu tâm, Phật trời hộ độ mới an gia đình. Vâng, thưa quý cô bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 thân mến, người xưa có câu, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Vì vậy cuộc sống của một người dù khó khăn thế nào, chỉ cần biết cách đối nhân xử thế thì bản mệnh chắc chắn sẽ có đường thuận lợi cát lành như mong muốn. Kỳ thực, trải qua hàng vạn kiếp luân hồi nhân sinh, tính cách của một người sinh ra sau đã quyết định số phận hung cát sang hèn của họ, đúng như câu nói. Ở hiền giới từ bi cho biết, trong số 12 con giáp có tuổi Ất Tỵ được trời sinh có tính cách tuyệt vời, họ sống có tình có nghĩa, biết người biết ta. Không chỉ thấu tình đạt lý mà còn hiểu được cảm xúc người khác, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, bất kể ngoài đời sóng gió hay chông gai, con giáp này luôn được giúp đỡ đúng lúc. Ngoài ra, những mối quan hệ của họ không những giúp họ vượt qua khó khăn mà còn đem lại nhiều tài vận, càng lớn tuổi họ càng giàu có gia đạo cũng hưng thịnh. Đặc biệt, trong chương trình ngày hôm nay, tuổi Ất Tỵ là con giáp được luận giải về 5 năm may mắn nhất trong đời, dẫu trước đây gặp vô số nạn kiếp, Ất Tỵ hao tiền tốn của, bệnh tật đầy thân, chịu nhiều áp bức bất công, nhưng tới nay trở đi chỉ cần biết 3 điều cấm kỵ này, thì mọi khổ đau trong đời lập tức xoay chuyển thành phúc lộc, may mắn đến tới tấp, giàu sang phú quý 3 đời. Vậy 3 điều đó là gì? Thời cơ nào đang đến với tuổi Ất Tỵ? Quý bạn cần phải làm gì để nắm bắt vận may thì hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Chán nhăn rồi tóc cũng đã hoa râm, mới thoáng chốc lên hàng năm rồi nhỉ, đã tồn tại trên đời 5 thập kỷ, trong thâm tâm chưa kịp nghĩ mình già. Hơn nửa đời đã lặng lặng trôi qua, đã vùng với bao phong ba bão tố, khi sóng lặng bình tâm ngồi nhầm số, được mất gì bởi duyên số cho ta. Còn điều gì day dứt tuổi xuân qua, cố làm nốt khi ta còn có thể, kẻo hối tiếc khi muộn màng đã trễ, chuyến đò chiều đang ở bên chờ ta. Ất Tỵ đã đang đi qua gần 60 năm cuộc đời, rồi đối với hết thảy đều đã sáng tỏ trong suốt, bỗng nhiên xem nhẹ được rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt được rất nhiều đạo lý. Khi bước qua tuổi 60 và trải qua hơn nửa cuộc đời với nhiều khó khăn và vất vả, lúc này mọi thứ đối với Ất Tỵ không còn quá quan trọng, mà điều bản mệnh quan tâm là sắp tới bản thân có khỏe mạnh và bình an hay không. Quả thực thời gian không buông tha bất cứ ai, có thể biến màn từ tuổi trẻ mạnh mẽ sung sức trở thành ông lão bà lão tóc bạc lưng còng. Cho dù Ất Tỵ từng một thời oai nghiệt hoặc đảm bảo thanh cao, dù ra sao tất cả đều đã qua đi, đoạn đường nhân sinh kế tiếp bạn đã chuẩn bị sẵn sàng. Thực ra, con người đã đi đến cái tuổi này, khổ cực gì cũng đều đã trải qua, thế nên chúng ta ở hành trình cuối cùng của nhân sinh này cũng cần thản nhiên vượt qua. Người già có thể trông cậy vào đâu, chỉ có chính mình nhất định phải chuẩn bị từ sớm, con cái đối với bạn là đạo lý, hiển nhiên khi con cái đưa tiền cho bạn cũng không cần cử tuyệt. Trong cái thiện thì hiếu đứng đầu, con cái hiếu kính bạn là tốt, điều đó chứng tỏ bạn đã không giáo dục chúng một cách uổng phí. Nhưng bất kể chúng đối với bạn tốt đến mấy cũng chớ quên nhân sinh phải dựa vào chính mình, quãng đời còn lại ngàn vạn lần đừng dựa dẫm vào người khác. Mỗi ngày trôi qua mệnh chủ chỉ cần vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi, muốn đi du lịch thì cứ đi, du lịch làm những việc mà mình muốn, làm người đã gần trải mốc 60 có cực khổ nào mà chưa nếm trải. Nhân sinh đã đi quá nửa hành trình, quãng đời còn lại chỉ cần bạn đối đãi tốt với chính mình, đến khi bạn già rồi bạn còn có thể dựa vào ai? Chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi, ngoại trừ chính mình ra ai cũng đều có khả năng rời bỏ bạn, đối với chính mình tốt một chút, như vậy đã là đủ rồi. Cả cuộc đời vất vả kiếm tiền, đến cuối cùng lại không đối tốt với chính mình, đến khi nhắm mắt xuôi tay liệu ai sẽ là vì bạn mà thật lòng rơi nước mắt. Chính vì thế bản mệnh hãy cứ đối tốt với bản thân mình, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tuổi Ất Tỵ giống như chú rắn bảo vệ kho báu, luôn giữ tinh thần tập trung cao độ giữ gìn của cải, bảo vệ những người thân yêu, đến khi bỗng quay đầu nhìn lại. Sống 60 tuổi cũng là 60 năm cuộc đời, buồn vui sướng khổ, sang hèn vinh nhục chưa kịp phản ứng. Người xưa nói, ngũ thập chi thiên mệnh, nghĩa là 60 tuổi biết mệnh trời, quả không sai. Tính cách và tài năng làm nên vận mệnh cuộc đời người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Người tuổi Ất Tỵ có khả năng trở thành nhà chính trị, triết học, thần học hoặc một kỹ sư luyện kim, cũng có thể trở thành một nhà tư tưởng sâu sắc. Họ là người khó hiểu nhất trong 12 con giáp, bởi là người có trí tuệ đặc biệt thiên bẩm, nên họ còn có thể trở thành một người mang chủ nghĩa thần bí. Những người tuổi Ất Tỵ có văn hóa, thường rất thích đọc sách, nghe nhạc, thích ăn ngon, thích xem hài kịch. Họ bị tất cả những thứ có giá trị thẩm mỹ thu hút. Trai tài gái sắc thường là người tuổi Tỵ, vì thế
Nếu bạn là người tuổi Tỵ, nhiều khả năng bạn sẽ có một vận mệnh tốt. Người tuổi Ất Tỵ thường quyết đoán và hành sự theo ý mình, có hòa đồng với số đông. Họ hoặc là một người có niềm tin tôn giáo sâu sắc, hoặc là người theo chủ nghĩa hưởng lạc. Họ chấp nhận tin theo niềm tin của họ, chứ họ không bao giờ lắng nghe lời khuyên của người khác. Nhưng trong nhiều trường hợp, họ luôn đúng trong suy nghĩ, giống như tuổi Rồng, tuổi Thìn, thuộc tướng tuổi Tỵ. Giống như vận số của họ, hoặc là kết thúc hoàn mỹ, hoặc là kết thúc như bi kịch, có thể họ phủ nhận. Nhưng thực tế phía sau của biểu hiện từng trải, tâm hồn họ lại ẩn chứa một hoài nghi sâu lắng. Cá tính của một số thuộc tuổi khác cho phép để lại mối nợ ở đời sau, nhưng đối với người tuổi Tỵ họ luôn quyết tâm thanh toán ngay trong hiện tại. Họ vui vẻ với quan điểm này bởi người tuổi Ất Tỵ luôn nhiệt tình và hăng say trong công việc, nên vô tình hoặc cố ý, họ luôn sòng phẳng khi kết thúc. Người tuổi Ất Tỵ không bao giờ bị khuất phục bởi đồng tiền, họ luôn vui lòng với tất cả những gì họ có. Nếu thiếu tiền, họ sẽ nhanh chóng tìm được giải pháp để thay đổi tình thế. Nhưng người tuổi Tỵ không nên đánh bạc bởi họ chắc chắn sẽ trở về với đôi bàn tay trắng. Đặc biệt, người tuổi Ất Tỵ không bao giờ có sai lầm lần thứ hai bởi họ là người có khả năng tỉnh ngộ rất nhanh và mau chóng rút ra kinh nghiệm. Nói chung, trong kinh doanh, họ là người cơ mưu và cẩn thận, là một người bình thường, tuổi trẻ đã từng nếm trải sự nghèo khó, sẽ không bao giờ quên khi có được sự khá giả, lại trở thành tham lam và keo kiệt. Xét về mặt tính cách, người tuổi Tỵ rất đa nghi, nhưng không giống như người tuổi Dần, Hổ. Người tuổi Tỵ thường cất giấu sự hoài nghi trong đáy lòng, là một người tuổi Ất Tỵ có văn hóa. Họ sẽ không bị cuốn mình theo những chuyện vô bổ. Đối với tiền bạc họ là người khẳng khái, nhưng khi cần đạt được mục đích, có thể một số trường hợp họ bất chấp thủ đoạn. Họ sẽ không ngần ngại e dè khi loại bỏ những vật cản trên đường, có thể nói tất cả những lời dự đoán về tương lai. Vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ thường không đáng tin cậy, bởi họ là những người có đầu óc cơ hoạt, nhưng lại kiên trì bền bỉ. Nên nhớ người tuổi Ất Tỵ là một tuổi kiên cường trong 12 thuộc tướng. Trong quan hệ, người tuổi Ất Tỵ là người có cá tính mạnh mẽ, yêu cầu đối với đối tượng rất cao. Họ vốn là người đa nghi, nhưng cấp độ nghi ngờ còn tùy thuộc vào đối tượng. Họ tuyệt đối không chấp nhận sự lừa dối. Khi họ cảm thấy lo sợ hay nghi ngờ, với một khả năng mẫn cảm cao rất có thể bị ức chế cực độ. Khi họ bị kích thích, tức giận, mức độ tức giận sẽ cao hơn người bình thường, nhưng bề ngoài cư xử với đối tượng vẫn có thể trở nên bình thường. Dù trong lòng họ đang sôi sục, căm phẫn, họ thường thích có biểu hiện lãnh cảm với đối tượng chứ không thích dùng những lời lẽ cay độc hay biểu hiện thô bạo. Có một số người tuổi Ất Tỵ lại thích cho kẻ thù những đòn chí mạng, hòng tiêu diệt triệt để, bản thân tư duy của họ là một âm mưu, chờ đợi thời cơ để báo thù. Nếu ai không may là kẻ thù của họ, thì tốt nhất không nên đối đầu, thực ra tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nữ giới tuổi Ất Tỵ thường là con gái xinh đẹp, họ lạnh lùng với vẻ đẹp hút hồn, họ là người tự tin, tuy rằng mỗi khi nhàn rỗi, họ hay lui tới những nơi vắng vẻ để tìm sự tĩnh lặng, vì thế gợi cho người khác nhầm tưởng họ là người thích nhàn rỗi. Nhưng thực tế bản chất của người tuổi Ất Tỵ nói chung luôn ẩn chứa trong lòng họ những hoài bão, ý chí vươn lên, vì thế về tư tưởng, họ luôn là người bận rộn. Người tuổi Ất Tỵ thường có nước da đẹp, ít mẩn ngứa hoặc mụn nhọt, mặc dù có thể họ ít quan tâm đến việc chăm sóc da mặt. Trong điều kiện có bức xúc tâm lý thì có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh hoặc hệ tiêu hóa và rất ít biểu hiện ra bên ngoài. Có rất nhiều người tuổi Ất Tỵ có bệnh về dạ dày hoặc suy nhược thần kinh. Những bệnh này thường do ức chế nơi tỳ vị mà sinh ra. Phụ nữ tuổi Ất Tỵ thích theo thời trang. Họ rất thích dùng nữ trang, đầu tư nhiều thời gian vào chuyện mua sắm. Nếu điều kiện kinh tế cho phép, họ sẽ là người dám nghĩ và dám mua sản phẩm cao cấp. Nếu họ là phụ nữ đã có chồng thì họ chính là máy tiêu tiền của đàn ông. Chỉ cần người chồng có tiềm lực, họ sẽ là người có khả năng kích thích và khai thác triệt để tài năng của chồng, đồng thời giúp thành công. Người phụ nữ tuổi Tỵ có thể là người tham mưu và thường giúp chồng có những ý kiến sắc nhọn trong cuộc sống. Sự hy sinh, dâng hiến, ủng hộ của người vợ sẽ là động lực phát triển không lùi bước của các ông chồng có người vợ tuổi Tỵ. Quan điểm nhận thức của người phụ nữ tuổi Ất Tỵ không mấy chấp nhất vào những vấn đề giới tính, bởi phụ nữ tuổi Ất Tỵ không bao giờ phải đau khổ. Vì quyền phụ nữ khi mà họ dễ dàng thu hút người khác phải thực hiện ý đồ của họ thì họ đâu cần tranh chấp quyền lực. Nên khi họ cảm thấy mơ hồ về những làn sóng đấu tranh đòi quyền bình đẳng nam nữ thì cũng là chuyện bình thường, bởi vì những người phụ nữ tuổi Ất Tỵ luôn cho rằng con gái vốn trời sinh đã là cao quý, nhưng tuy nhận thức như vậy, họ cũng không bao giờ dại dột nói thẳng điều đó ra với người khác phái. Không nên ném bỏ một cái gì đó hoàn hảo và cũng không cần phải nói điều đó thành lời, chỉ cần nam giới ngoan ngoãn làm theo điều họ muốn, với họ thế là đủ. Nói chung, những người tuổi Ất Tỵ thường có tính hài hước, nhưng cũng có người lại rất lạnh lùng, có người vui vẻ, có người dễ gần nhưng cũng có người tàn bạo.
Thời điểm tốt nhất để biết được đặc điểm, tính cách người tuổi Ất Tỵ là khi họ lâm nguy, bị bức bách, dù khi đó có nguy cấp đến đâu, thì những người tuổi Ất Tỵ cũng không mấy biểu hiện ra bên ngoài, họ vẫn có thể cắn răng chịu đựng mà nở một nụ cười tươi ngoài miệng. Có một số người cho rằng rắn là một loài thâm hiểm, khó lường, đó là vì tuổi thọ của rắn khá dài, mỗi lần lột xác là một lần tái sinh, đặc trưng này cho thấy khả năng tái sinh phục hồi sau trận chiến của loài rắn rất nhanh chóng. Cho đến ngày nay, bạn chắc chắn đã biết đối phó với một người tuổi Ất Tỵ thực không đơn giản. Và điều khó khăn nhất là người tuổi Ất Tỵ không thống nhất về tính cách, hình thức biểu hiện và diễn biến nội tâm có thể hoàn toàn không giống nhau. Trước khi họ quyết định làm việc gì, thì đầu tiên trong đầu họ phải có một kế hoạch hoàn hảo, một sách lược rõ ràng. Với một ý chí bền bỉ, kiên trì, họ lại là người rất khôn ngoan, giảo hoạt. Khi bạn tưởng mình đã nắm bắt được đối phương, thì khi đó có thể đối phương tuổi Ất Tỵ của bạn đã an toàn nằm ở đâu đó. Khi họ quyết tâm làm một việc gì, thì dù có trời xoay đất chuyển, thì quyết tâm của họ cũng không có gì xoay chuyển. Những người tuổi Ất Tỵ sinh vào mùa xuân, hạ, là lợi nhất, còn sinh vào mùa đông, thường là những người lãnh đạo thuận tòng. Bởi vì mùa đông là mùa ngủ của rắn, vì yếu tố mùa sinh như vậy, nên những người sinh được mùa thường thành công hơn những người lỗi mùa sinh. Người tuổi Ất Tỵ rất đa tình, mắt của họ thường trong như mặt nước mùa thu, vì thế, rất nhiều người khi gặp ánh mắt đó lại lầm tưởng họ đang yêu. Bạn nên biết người tuổi Ất Tỵ đối với bất kỳ sự kiện, việc gì cũng rất mẫn cảm, kể cả trong kinh doanh. Trong mắt họ cũng luôn ánh lên một trạng thái tình cảm hăng say, nóng bỏng. Cái ánh mắt đó quả thực rất giống như ánh mắt của một người vừa mới được yêu. Người tuổi Ất Tỵ có một cuộc sống nội tâm mãnh liệt và ý chí cuồng nhiệt, đặc biệt là những người tranh danh đoạt lợi, thích chơi trội trong thời buổi thác loạn. Hay gặp lúc khó khăn, người tuổi Ất Tỵ luôn kiên trì giàu nghị lực, lâm nguy không nản lòng, lẳng lặng giải quyết tất cả những tình huống bất trắc. Họ cũng là người có tính trách nhiệm cao, mục tiêu rõ ràng, sự kết hợp lý tưởng cao cả và những ưu việt thiên bẩm tạo cho người tuổi Tỵ có thể đạt được nhiều mục đích trong cuộc sống. Vận mệnh tử vi chọn đời người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, hay còn gọi là xuất huyệt chi xà, tức là rắn rời hang. Cuộc đời tuổi Ất Tỵ được ông quan đế độ mạng, tuy thời trẻ cũng có ít nhiều sóng gió, nhưng về sau lộc tụ nhiều nên may mắn nhiều, cuộc sống đủ đầy, tài chính rủng rỉnh, thoải mái tiêu, về hậu vận được hưởng an nhàn. Người tuổi này được Thế Chí Bồ Tát ban trí tuệ nên thông minh, có thể là triết gia, nhà thần học hoặc là người hoạt động xã hội xuất sắc. Vì thông minh nên họ chỉ tin vào sự xét đoán của bản thân mà không bao giờ nghe ý kiến người khác. Ất Tỵ tuổi trẻ lao đao, trung vận khá, người tài trí nhưng không được hưởng lâu bền vận may về quan chức. Nam mạng tuổi Ất Tỵ có cuộc đời gặp nhiều may mắn, tuy cuộc sống được đầy đủ nhưng hay gặp nhiều lo lắng. Tuy nhiên cuộc sống tuổi nhỏ cũng có ít nhiều sóng gió. Về thời hậu vận mới công thành danh toại, được hưởng an nhàn. Nam giới tuổi Ất Tỵ có tuổi thọ trung bình từ 68 đến 85 tuổi. Nếu làm thiện tích đức thì sẽ gia tăng tuổi thọ. Nữ mạng tuổi Ất Tỵ có cuộc đời gặp nhiều may mắn. Trong cuộc sống cuộc đời Ất Tỵ nữ mạng vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, mọi sự được như ý nguyện. Ít khi gặp phải rủi ro, trắc trở, nếu có gặp phải khó khăn cũng luôn được bạn bè, người thân, quý nhân phù trợ giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Nữ giới tuổi Ất Tỵ có tuổi thọ trung bình từ 72 đến 89 tuổi là mức tối đa, nếu làm ác sẽ bị giảm tuổi thọ, còn làm được nhiều việc phúc đức thì sẽ gia tăng tuổi thọ. Đầu tiên về phương diện công danh, sự nghiệp. Những quý ông tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, được nhận xét là những người chính trực, nhạy bén và rất biết nắm bắt cơ hội để có sự thành công trong sự nghiệp. Cuộc đời của họ tuy có lúc thăng trầm, những năm thời trẻ phải tha hương mới có thể đạt được sự nghiệp lớn và cuối đời sung túc an nhàn. Những quý bà Ất Tỵ 1965 được nhận xét là có vận số tốt nên sự nghiệp rất hanh thông, có cuộc sống êm ấm, yên vui. Bản mệnh của họ là người yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật, sân khấu, rất có tài ăn nói và tinh tế, khéo léo, đường danh lợi của các cô thành toại, nhưng lại cần phải dưỡng tâm đức và làm từ thiện. Không màng đến thị phi và những tranh chấp thì danh lợi cũng như hậu vận mới được bền vững, tích thêm nhiều đức phước cho con cháu. Đối với người tuổi Ất Tỵ, trước khi bắt tay vào làm công việc gì, cần phải tìm hiểu kỹ càng xem có thích hợp không. Trong đầu tư kinh doanh, chỉ cần nắm được thời vận là thắng lớn. Tuy nhiên cũng không phải là nhất bản vạn lợi, tuổi Ất Tỵ thường có bất động sản, nhà cửa, đất đai, trong quan trường cũng có nhiều người thành đạt. Nhưng chủ yếu thương trường mới là đất cho họ dựng võ, khi gặp kiện tụng, trốn cửa quan, đa phần họ giành thắng lợi, và khi thất lạc vật chất, phần nhiều lại tìm thấy. Nói tóm lại, với người tuổi Ất Tỵ số đông tài vận đều hanh thông, song trong số họ, không ít người có gia đạo khá long đong vất vả.
Một số phụ nữ tuổi Ất Tỵ về đường chồng khá lận đận, có người tuổi trẻ rất nhiều mối, song kết cục vẫn phòng không đơn chiếc. Theo tử vi chọn đời, về mặt sự nghiệp, tuổi Ất Tỵ là người có chủ kiến, kiên định và nhiệt thành, đồng thời họ cũng có lòng kiên nhẫn và mắt thẩm mỹ tốt. Chính vì vậy mà tuổi Ất Tỵ là những nhà kinh doanh giỏi và rất đáng tin cậy. Trong công việc, một khi đã đặt ra mục tiêu, kế hoạch cho mình, tuổi Ất Tỵ kiên quyết thực hiện đến cùng. Chừng nào chưa đạt được thành công họ sẽ không bỏ cuộc, dù cho người khác có gièm pha, đàm tiếu thì tuổi Ất Tỵ vẫn kiên định giữ vững lập trường. Tuổi Ất Tỵ thích hợp với những công việc lao động trí óc, đòi hỏi sự thông minh và đầu óc, suy luận logic, sáng tạo. Khi gặp phải khó khăn, rắc rối, thái độ bình thản của họ dễ khiến người khác hiểu lầm. Tuổi Ất Tỵ không hề lười nhác, trốn tránh trách nhiệm, họ chỉ đang tập trung cao độ để giải quyết vấn đề, không lo sợ, cũng không lúng túng. Bản chất gan dạ của tuổi Ất Tỵ khiến nhiều người nể phục. Con đường xây dựng sự nghiệp của người tuổi Ất Tỵ có khá nhiều vận may tài lộc, mỗi lúc khó khăn người này đều có quý nhân ra tay giúp đỡ, tháo gỡ mọi rắc rối, rất nhiều cơ hội tốt đang đợi tuổi Ất Tỵ ở phía trước. Tuy nhiên, nếu không biết nắm bắt, họ sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Điềm báo tử vi cho thấy rằng, bước vào vòng hậu vận từ 60 tuổi trở đi chính là thời điểm tuổi Ất Tỵ như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để làm nên nghiệp lớn, tiền bạc dễ tạo, tiếng tăm dễ bay xa, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành, sự nghiệp tuổi Ất Tỵ đã đi vào quỹ đạo ổn định và có nền móng phát triển tương đối tốt, có nhiều mối quan hệ làm ăn tốt tìm đến, có thể đạt được nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên, cần cân bằng thời gian làm việc và thư giãn cho hợp lý, tránh tinh thần căng thẳng dẫn đến sai sót. Sắp bước vào giai đoạn nghỉ hưu nhưng hiệu quả làm việc và quản lý công việc vẫn sáng suốt, có các bước đi rõ ràng, được nhiều đối tác kính nể. Tuy nhiên, để đảm bảo vấn đề sức khỏe, Ất Tỵ có thể giao một phần công việc cho những người tin tưởng, tránh ôm đồm quá nhiều công việc. Về phương diện tài lộc, tuổi Ất Tỵ không phải lo lắng về tiền bạc, cơ may thường tới với họ nên nắm chắc lấy. Thông thường người tuổi Ất Tỵ có số may mắn, được quý nhân phù trợ, tiền cứ thế chảy về, thu nhập của họ một phần là dựa vào kiến thức quản lý tài chính phong phú và sức mạnh của họ. Còn lại là may mắn đến với Ất Tỵ khá nhiều, tuổi Ất Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù, bởi vậy cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh, với con mắt nhìn xa trông rộng. Tuổi Ất Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Đặc biệt, tài chính của người tuổi Ất Tỵ từ sau 60 tuổi sẽ vô cùng tốt đẹp vì bạn biết cách quản lý tài chính của mình một cách khôn khéo. Bạn quan tâm đến những hạng mục đầu tư sinh lời và gặp nhiều may mắn liên tiếp trong con đường kinh doanh buôn bán. Bạn sẽ tham gia vào các mối quan hệ hợp tác có lợi và mở rộng được hoạt động làm ăn của mình. Những đối tác mà bạn lựa chọn làm việc cùng sẽ đem đến lợi ích tốt nhất cho bạn. Nhìn chung, vận số của Ất Tỵ tốt, cả đời tốt lành. Tuy nhiên do bản tính lạc quan, không tính toán lại nhiều bạn bè gần xa nên tuổi Ất Tỵ không giữ được tiền. Họ rộng rãi chi tiền cho người thân quen và có nhu cầu mua sắm cao, cứ có tài lộc là lại mất, khả năng quản lý tiền bạc kém. Tuổi trẻ hoang phí không giỏi tiết kiệm, sau khi kết hôn sẽ nhận thức rõ hơn giá trị của đồng tiền, tới trung niên vận tài lộc chuyển biến tốt đẹp. Những tuổi hợp làm ăn, những tuổi này rất hợp với tuổi Ất Tỵ trong sự làm ăn, đó là các tuổi Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu. Ba tuổi này rất hợp với bạn trong mọi khía cạnh của công danh cũng như về tài lộc. Tuổi Đại Kỵ, Mậu Thân, Giáp Dần, Canh Thân và Nhâm Dần là những tuổi xung khắc với Ất Tỵ nam mạng. Bạn không nên kết duyên hay cộng tác làm ăn với những tuổi này, sẽ tránh được những khó khăn bất lợi. Về phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Ất Tỵ 1965, dù là nam giới hay nữ giới, đều gặp được nhiều may mắn, thuận lợi về đường tình duyên. Họ nhanh chóng tìm được người bạn đời phù hợp với mình và hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân lãng mạn, hòa thuận, gia đạo được yên vui, không xảy ra những đau buồn hay nhiều khổ tâm. Đàn ông tuổi Ất Tỵ thích tình yêu mãnh liệt, phong lưu, họ thích tấn công giỏi, bày tỏ tình yêu bằng hành động, họ coi trọng quan niệm gia đình, muốn vợ và con cái tin tưởng, yêu mến. Phụ nữ tuổi Ất Tỵ thích tình yêu lãng mạn, họ quan tâm chăm sóc gia đình, yêu chồng, thương con, hiểu rõ sở thích của chồng và những thành viên trong gia đình. Họ là những người vợ mẫu mực, sức mạnh của hỏa và năng lượng ấm áp, nên khi yêu họ nhiệt tình và dường như quên hết mọi việc, họ quan tâm chăm sóc nửa kia rất chu đáo. Tuy người tuổi Ất Tỵ quan hệ xã giao thường không mở rộng, nhưng sau kết hôn họ lại nhờ được nửa kia rất nhiều. Nữ mệnh vượng phu ích tử, nam mệnh được vợ trợ giúp nhiều, cuộc sống hôn nhân nhiều màu sắc, con cháu đông đủ sum vầy.
Nam giới tuổi Ất Tỵ cuộc đời có nhiều may mắn, tuy sống được đầy đủ, hậu vận an nhàn, nhưng tuổi này lại hay phải lo lắng về chuyện gia đình. Tình cảm gia đạo cũng có nhiều phen trắc trở, nhưng cuối cùng cũng được êm ấm, hạnh phúc. Nếu sinh vào những tháng 1, 2 và 3 âm lịch, cuộc đời sẽ có 3 lần thay đổi tình duyên. Nếu sinh vào những tháng 4, 6, 7, 8, 9 và 11 âm lịch, cuộc đời có 2 lần thay đổi tình duyên. Nếu sinh vào những tháng 1, 5 và 12 âm lịch, cuộc đời bình yên, hạnh phúc, một chồng, một vợ. Còn nữ giới tuổi Ất Tỵ cuộc đời có nhiều may mắn trong cuộc sống, gia đạo cũng luôn luôn có nhiều tốt đẹp, ít gặp sự xui xẻo trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, nếu sinh vào những tháng 3, 6, 8 và 10 âm lịch thì sẽ phải có 3 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc. Nếu sinh vào những tháng 2, 4, 7, 9 và 11 âm lịch thì cuộc đời của bạn sẽ có thay đổi 2 lần về tình duyên và hạnh phúc. Nếu sinh vào những tháng 1, 5 và 12 âm lịch thì bạn sẽ có hạnh phúc ấm êm. Về phương diện sức khỏe. Về sức khỏe của người tuổi Ất Tỵ đa số là khá tốt, ít khi mắc bệnh nghiêm trọng hay bị bệnh tật làm ảnh hưởng. Dù vậy, họ vẫn nên tập cho mình thói quen, hãy duy trì việc tập thể dục hàng ngày, vừa làm tăng cường sức đề kháng của cơ thể, vừa giúp giảm bớt nguy cơ bệnh nguy hiểm. Lúc còn trẻ, nhiều người tuổi Ất Tỵ lại thường tập trung cao độ để làm việc, nên ít khi chú ý đến chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, thức khuya thời gian dài khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải, phần nào giảm đi sức đề kháng, dẫn đến việc mắc các bệnh cảm cúm thường thấy theo mùa. Tuy nhiên, người tuổi Ất Tỵ khi lớn tuổi cũng chịu sự chi phối của thời gian và thể chất, nên cũng dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, xương khớp, răng miệng. Trong cuộc sống hàng ngày nên chú ý hơn về vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi và rèn luyện thể dục để nâng cao sức khỏe. Hơn nữa, Ất Tỵ mạng phúc đăng hỏa, nên tính cách nóng nảy, dễ vì kích động mà quên lãng những mối nguy tiềm tàng xung quanh mình. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh, dĩ hòa vi quý với mọi sự, bởi nóng giận hại gan, sẽ làm sức khỏe của quý vị cô bác nhanh chóng giảm sút. Việc tích cực lạc quan yêu đời là rất cần thiết cho cô bác ở giai đoạn này. Nếu cuộc sống có thể vô ưu, vô lo thì còn gì bằng, nhưng cũng đừng vì quá phiền lòng hay quá nóng giận mà ảnh hưởng sức khỏe. Tóm lại, người tuổi Ất Tỵ nên theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của mình, cần làm việc và nghỉ ngơi điều độ. Khi quá tải có thể lựa chọn đi du lịch ngắn ngày để thư giãn và nạp lại năng lượng, nên đến nơi tích cực, vui vẻ để cuộc sống đa sắc màu tươi mới hơn. Và bây giờ sẽ là vận trình tử vi năm mới 2024, tức tuổi Ất Tỵ năm 60 tuổi, và đặc biệt là cách hóa giải vận cho Ất Tỵ có một năm mới may mắn, bình an và giàu có. Đánh giá chung. Bước sang 2024 được đánh giá là năm bình ổn, ít biến động lớn đối với người tuổi Ất Tỵ, bản mệnh không xung đột với thái tuế, ngũ hành bình hòa với lưu niên. Công việc có thể chịu ảnh hưởng khó khăn chung của thời cuộc mà áp lực, nhưng kèm theo đó là cơ hội vươn lên khẳng định vị thế, tiền bạc đi vào quỹ đạo tích lũy ổn định, kiếm tiền không quá khó, chăm chỉ ắt có tiền bỏ túi, gia đạo tình duyên hài hòa, đón hỷ tín, sức khỏe tốt, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng nào. Đánh giá từng phương diện, công việc làm ăn khá tốt, vận khí tiến vào giai đoạn ổn định, tuổi tập trung phấn đấu cho công việc chính, tránh ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc, kẻo việc gì cũng dang dở. Trong năm vẫn có không ít thời điểm khó khăn, thách thức, nhưng đừng vì thế mà sợ hãi lùi bước, cơ hội tốt đẹp còn ở phía sau, đừng bỏ lỡ. Tuổi Ất Tỵ bước vào thời kỳ vàng để phát triển sự nghiệp, nên chú ý nắm bắt được cơ hội và thể hiện bản thân thật tốt thì rất có thể sẽ tiến một bước lên một tầm cao mới. Tài lộc khá tốt, kiếm tiền không quá chật vật, chỉ cần chăm chỉ cũng đủ tiêu xài, trong năm có thêm nguồn thu nhập thụ động từ việc kinh doanh, buôn bán hay đầu tư, chất lượng cuộc sống vẫn đảm bảo, dù nền kinh tế chung đang có dấu hiệu đi xuống. Sức khỏe tốt, đau ốm vặt khó tránh, những bệnh nghiêm trọng phải điều trị lâu dài thì hầu như không mắc. Có điều cẩn thận với hung tinh kiếp sát, có thể thể gây chấn thương hoặc tai nạn bất ngờ, nặng còn phải giao kéo, phẫu thuật. Tình cảm gia đạo tốt, được nhiều các tinh chủ đào hoa như Thiên Hỷ, Bách Việt hay Thiếu Dương chiếu mệnh, cung hôn nhân của đương số vượng, hỷ tín dồi dào, trong năm có thể cưới hỏi hoặc đón tin vui sinh con đẻ cái, gia đạo hài hòa, đôi khi có xung đột do hung thần hung tinh tác động, khiến bạn khó kiểm soát cảm xúc thôi, nhưng rồi đâu sẽ vào đó. Cách hóa giải vận hạn bằng phong thủy may mắn cho người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Sử dụng Phật bản mệnh, tử vi chọn đời tuổi Ất Tỵ có Phật bản mệnh là Phổ Hiền Bồ Tát, mỗi con giáp đều có một vị Phật hoặc Bồ Tát bảo vệ, che chở và phù hộ cho mình, tùy vào ngày sinh hoặc ngày kết hôn, gọi là Phật độ mệnh, Phật bản mệnh hoặc Phật hộ mệnh, thông qua 12 nhân duyên, thiên can, địa chi và 5 yếu tố cơ bản là đất, nước, gió, lửa, không khí.
Phật giáo Mật Tông đưa ra, huyết tám vị bản tôn chủ quản 12 con giáp, Bồ Tát, Phổ Hiền đại biểu cho lý, định, hạnh, nắm giữ lý đức, định đức và hạnh đức của chư Phật. Nhận được sự bảo hộ của Phổ Hiền Bồ Tát, nếu người tuổi Ất Tỵ mang theo người những vật tượng trưng của Ngài hoặc dốc lòng thờ cúng, sẽ được Đức Phật che chở, bảo vệ, Ngài sẽ dẫn đường chỉ lối vượt qua gian nan, thử thách, hóa giải kiếp nạn, nhận được nhiều may mắn, cả đời an lành, cát tường. Trong kinh quyển 1 của Đại Nhật Kinh Sơ, có đề cập đến như sau, Bồ Tát Phổ Hiền, Phổ nghĩa là trải khắp mọi nơi, Hiền là diệu thiện nhất, ý nói. Bồ Tát Phổ Hiền dựa hạnh nguyện phát ra từ tâm Bồ Đề và sự cân bằng của thân, khẩu ý phụ khắp mọi nơi, diệu thiện thuần nhất có đủ các đức, vì thế gọi là Phổ Hiền. Vật phẩm phong thủy mang lại may mắn, bình an cho tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, mang trong mình mệnh hỏa, phúc đăng hỏa. Nên người sinh năm 1965, tuổi Ất Tỵ có thể chọn sử dụng các loại đá phong thủy sau để cầu an may mắn. 1. Đá ruby là loại đá được ưa chuộng bậc nhất hiện nay trong phong thủy. Đá ruby được cho là bùa hộ mệnh của người mệnh hỏa, mang đến may mắn, sức khỏe và tài lộc cho chủ nhân. 2. Đá thạch anh tóc đỏ giúp thu hút tài khí cho chủ nhân, mang đến nhiều thuận lợi trong sự nghiệp, đồng thời có tác dụng khai thông trí tuệ, kích thích tư duy. Để đưa ra những quyết định sáng suốt, đúng đắn, trang sức được làm từ đá màu đỏ, rất phù hợp với người sinh năm 1965, mệnh hỏa. 3. Đá thạch anh hồng, màu sắc nhẹ nhàng và trang nhã, giúp thư giãn tinh thần, xóa tan mệt mỏi, căng thẳng và áp lực. Trang sức từ đá thạch anh hồng còn giúp cải thiện tình duyên, mang đến hạnh phúc cho chủ nhân. 4. Đá thạch anh tím, tác động tích cực lên hệ thần kinh, cải thiện các vấn đề về tinh thần và sức khỏe, đặc biệt là mất ngủ. Nếu bạn đang gặp các vấn đề về giấc ngủ, thì có thể đeo trang sức từ đá thạch anh tím để tình trạng thuyên giảm. Tiếp theo là vận trình lưu niên người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Năm Tý. Xem vận trình lưu niên thấy rằng, năm Tỵ người tuổi Ất Tỵ có hỷ sự lâm môn, năm này thích hợp để phát triển tình cảm hoặc kết hôn, sinh con. Sự nghiệp cũng có bước phát triển đáng kể, song bản mệnh chớ vì thế mà tỏ ra kiêu ngạo, coi thường người khác, tài lộc cũng khởi sắc, bạn làm gì cũng nên lấy đại cục làm trọng, chớ tham lam những thứ ngoài lề. Năm Sửu, năm này nhiều sự cố ngoài ý muốn có thể xảy ra, vì thế bản mệnh làm việc gì cũng phải cẩn trọng, do có kẻ tiểu nhân ngáng đường nên cả sự nghiệp và tài lộc đều không phát triển nhanh chóng được như ý muốn. Để đề phòng tai nạn, bản mệnh cần chú ý khi tham gia giao thông, hạn chế đi xa hoặc lao động khi đang mệt mỏi. Năm Dần, chuyện thị phi xảy ra liên tiếp trong năm này có thể khiến cho người tuổi Ất Tỵ cảm thấy mệt mỏi, làm ăn kinh doanh khó khăn do bị đối thủ liên tiếp chơi xấu. Đường công danh cũng trở ngại, cẩn thận bị kẻ khác cướp công. Năm này bạn nên hạn chế gây thù chuốc oán với người khác, chuyện gì có thể bỏ qua thì nên bỏ qua. Năm Mão, năm Mão bản mệnh sẽ phải bôn ba vất vả để cầu công danh, tài lộc do phạm hung tinh thiên cầu nên bạn cần phải chú ý sức khỏe, tránh làm việc quá sức, nên biết việc gì nên làm và việc gì nên tránh. May mắn quý nhân xuất hiện vào cuối năm sẽ khiến cho vận trình của bạn có chuyển biến, khắc phục được nhiều bế tắc. Năm Thìn, nhiều điều thuận lợi bất ngờ sẽ gõ cửa nhà người tuổi Ất Tỵ. Trong năm nay, bạn gặp nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp và kinh doanh do được nhiều người giúp đỡ, nên khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua. Chuyện tình cảm cũng có những dấu hiệu phát triển tích cực. Tuy nhiên, nếu có ý định đi đến hôn nhân thì vẫn cần cân nhắc cẩn thận. Năm Tỵ, đây là năm bản mệnh của con giáp này, vì thế có nhiều sự cố bất ngờ sẽ xảy ra, cần cẩn trọng trong chuyện kết giao, bởi biết người biết mặt, khó biết lòng. Thời điểm này cần hạn chế tiến hành các dự án mới, tốt nhất hãy hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ còn dang dở, nếu cách ứng biến linh hoạt trong các vấn đề thì mới có thể bình an. Năm Ngọ, căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, năm nay vận thế chìm nổi bất định, tuổi Ất Tỵ cần giữ tinh thần ổn định, chớ nóng vội hoặc bi quan, gặp vấn đề gì cũng cần bình tĩnh, để nhìn nhận và đánh giá, từ đó đưa ra cách giải quyết tối ưu. Nếu muốn làm giàu, bản mệnh cần quyết đoán hơn trong các quyết định, chịu đựng được vất vả thì có cơ hội thành công. Năm Mùi, đầu năm nhiều trở ngại, nhưng từ giữa năm trở đi, vận thế của bản mệnh ổn định hơn, đến cuối năm thì được bình an, năm này có được có mất. Vì vậy, muốn đạt thành nghiệp lớn thì bản mệnh cũng cần dám chấp nhận hy sinh, nếu có thời gian rảnh, hãy ở bên người thân nhiều hơn để gắn kết quan hệ với mọi người. Năm Thân, căn cứ vận trình lưu niên của tuổi Ất Tỵ, bản mệnh có cơ hội gặp quý nhân là nữ giới trong năm, khiến con đường sự nghiệp cũng như tài lộc đều có bước bứt phá đáng kể. Tuy nhiên, bản mệnh bắt tay vào làm việc gì cũng cần bình tĩnh và suy xét cẩn thận, chớ nóng vội chạy theo xu thế của thị trường. Năm Dậu,
đường tài lộc của người tuổi Ất Tỵ nhìn chung phát triển thuận lợi trong năm này, song vẫn cần phải đề phòng kẻ tiểu nhân tìm cách ngấm ngầm hãm hại. Tuy nhiên, dù túi tiền có dư giả đến đâu, bản mệnh cũng chớ nên chi tiêu lãng phí. Bản mệnh cũng chỉ nên cho những người đáng tin cậy vay mượn tiền của mình, hạn chế hợp tác với người quen. Năm Tuất, cát tinh sẽ đem tới cơ hội cho bản mệnh trong năm này. Nếu chủ động nắm bắt thì có thể gặt hái được thành quả hơn người. Người xa quê làm ăn cũng gặp nhiều may mắn, bạn nên chú ý xây dựng các mối quan hệ xã giao rộng rãi, ắt có lợi sau này. Tuy nhiên, bản mệnh dễ mắc bệnh nhẹ dẫn đến hao tài. Song hãy nhớ, tiền bạc là vật ngoài thân, quan trọng là bạn phải giữ gìn sức khỏe của mình. Năm Hợi, dù con đường công danh tài lộc có hanh thông đến mấy, bản mệnh cũng chớ nên tham lam quá mức. Nếu thấy đủ thì nên dừng lại đúng lúc, như vậy mới có thể được tận hưởng hạnh phúc. Còn nếu làm việc bất chấp thủ đoạn, bạn dễ vướng phải vòng lao lý, gây ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Quý vị tuổi Ất Tỵ thân mến, khi đến độ tuổi 60, người ta thường đã trải qua rất nhiều thăng trầm, gặp qua rất nhiều kiểu người và rất nhiều sự tình. Đến độ tuổi này, bạn nên biết có một số việc cần phải coi nhẹ, phải buông bỏ để có được cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Khi bước sang tuổi 60, để thanh thản và hưởng hạnh phúc cho bản thân mình, nhất định có 3 đại kỵ nên đề phòng để vận trình còn lại bình an và hạnh phúc. 1. Lúc về già mình sẽ tuyệt đối không được chủ quan nghĩ rằng còn khỏe, còn sung sức để nghĩ và làm những việc như hồi thanh niên. Tiền bạc là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khỏe là của mình. 2. Lúc về già mình nên quan tâm đến bản thân mình. Sống thế nào cho vui thì sống, việc nào muốn và thích thì làm, ai nói sao mặc kệ, vì mình đâu phải sống vì ý thích hay không thích của người khác, nên sống thật với mình. 3. Lúc về già mình sẽ sống gần con mà không sống chung với bất cứ đứa nào, chỉ sống với vợ, chồng. Nếu cứ thương con cái, sống với chúng nó thể nào cũng đến lúc mình ở trọ trong chính ngôi nhà của mình. Con không có tiền mua nhà thì thuê, không đủ tiền thuê mình hỗ trợ, quyết không ở chung, trai gái dâu rể gì cũng vậy hết, một tuần đến thăm nhau một lần vào ngày cuối tuần là đủ. 4. Lúc về già, rất già, nên đặt một chỗ ở một trung tâm dưỡng lão nào đó, tiền ít ở chỗ xoàng, tiền nhiều ở chỗ tươm, để được chăm sóc y tế tốt và có nhiều cơ hội vui chơi bên bạn đồng trang lứa. 5. Lúc về già nên và chỉ nói hai chữ ngày xưa, đúng hơn là những câu chuyện hoài niệm với bạn đồng niên, tuyệt đối không nói với lũ trẻ vì chúng sẽ cho mình bị dở hơi. Với tụi trẻ chỉ nói ngày mai và chỉ trả lời khi chúng hỏi, về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại những ước mơ thuở nhỏ, cùng bạn học nhớ lại bao chuyện vui thời trai trẻ. Có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống, quý trọng và được đắm mình trong những tình cảm chân thành là một niềm vui lớn của tuổi già. Nếu bạn đã cố hết sức mà vẫn không thay đổi tình trạng không hài lòng thì mặc kệ nó, đó cũng là một sự giải thoát, chẳng việc gì cố mà được, quả ngắt vội không bao giờ ngọt. 6. Lúc về già, mình sẽ dành thời gian đi tham quan những vùng đất mà chưa bao giờ đặt chân đến. 7. Lúc về già mình phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, hãy chia tay với ông sư khổ hạnh, cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi. Luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già. 8. Lúc về già đừng bao giờ đến cơ quan cũ nếu như chưa nhận được một lời mời trân trọng vào những dịp đặc biệt. 9. Lúc về già cần hiểu rõ, hạnh phúc do mình tạo ra, vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống. Mình phải tự tìm lấy hạnh phúc là cảm giác, cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng. Tiền không phải là tất cả, nhưng không phải không là gì, đừng quá coi trọng đồng tiền. Càng không nên quá so đo, nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân, khi ra đời chẳng mang đến, khi chết chẳng mang đi, nếu có người cần giúp. Rộng lòng mở hầu bao, đó là một niềm vui lớn, nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui, thì tại sao không bỏ ra mà mua? Nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn, tự tại thì đáng lắm chứ, người không biết kiếm tiền, biết tiêu tiền, làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó. Cha mẹ yêu con là vô hạn, con yêu cha mẹ là có hạn, con ốm cha mẹ buồn lo, cha mẹ ốm con nhòm một chút hỏi vài câu là thấy đủ rồi. Con tiêu tiền cha mẹ thoải mái, cha mẹ tiêu tiền con chẳng dễ, nhà cha mẹ là nhà con, không phải là nhà cha mẹ. Khác nhau là thế, mình phải coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, mà không mong báo đáp, chờ báo đáp là tự làm khổ mình. Ốm đau trông cậy ai, trông cậy con ư, nếu ốm dai dẳng, chẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu, trông vào bạn đời ư, người ta lo cho bản thân còn chưa xong. Có muốn đỡ đần cũng không làm nổi, vậy nên cần chuẩn bị tài chính để sẵn sàng thuê người chăm sóc để con cái đỡ vất vả vì mình. Người ngu gây bệnh, hút thuốc, say rượu,
tham ăn, tham uống. Người dốt chờ bệnh, ốm đau mới đi khám chữa bệnh. Người khôn phòng bệnh, chăm sóc bản thân, chăm sóc cuộc sống. Khát mới uống, đói mới ăn, mệt mới nghỉ, thèm ngủ mới ngủ, ốm mới khám chữa bệnh. Tất cả đều là muộn. Chất lượng cuộc sống của người già cao hay thấp chủ yếu tùy thuộc vào cách tư duy. Tư duy tích cực là bất cứ việc gì đều xét theo yếu tố có lợi. Dùng tư duy lạc quan để thiết kế cuộc sống tuổi già sẽ làm cho tuổi già đầy sức sống và sự tự tin, cuộc sống có hương vị. Tư duy hướng hại là tư duy tiêu cực, sống qua ngày với tâm lý bi quan, sống như vậy sẽ chóng già, chóng chết. Hoàn toàn khỏe mạnh là thân thể, tâm lý và đạo đức đều khỏe mạnh. Tâm lý khỏe mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao thiệp. Đạo đức khỏe mạnh là có tình thương yêu, sẵn lòng giúp người, có lòng khoan dung, người chăm làm điều thiện sẽ sống lâu. 10. Lúc về già mình sẽ thực hiện 3 quên, 4 có, 5 không và 6 vị bác sĩ. 3 quên. 1. Quên mình tuổi đã già, sống vui, sống khỏe, lo xa làm gì. 2. Là bệnh tật quên đi, cuộc đời nó thế, việc gì nhọc tâm. 3. Quên thù hận cho xong, ăn ngon ngủ kỹ để lòng thảnh thơi. 4 có. 1. Nên có một gia đình, vì không ôm ép người khinh lẽ thường. 2. Cần phải có nhà riêng, đói no cũng chẳng làm phiền dâu con. 3. Là chung mục ngân hàng, ít nhiều tiết kiệm an thân tuổi già. 4. Cần có bạn gần xa, tri âm, tri kỷ, để mà hàn huyên. 5 không. 1. Không vô cớ bán nhà, dọn vào chung trạ la cà với con. 2. Không nhận cháu để trông, nhớ thì thăm hỏi bà, ông, cháu mừng. 3. Không cố gắng ở chung, tiếng chì tiếng bấc khó lòng tránh lâu. 4. Không từ chối yêu cầu, ít nhiều quà cáp con dâu cho mình. 5. Không can thiệp nhiệt tình, đời tư hay việc riêng phần của con. 6. Vị bác sĩ tốt nhất trong đời, ánh nắng mặt trời, nghỉ ngơi, thể dục, ăn uống điều độ, tự tin, bạn bè, cuối cùng luôn xác định tư tưởng, sinh, bệnh, lão, tử là quy luật ở đời. Không chống lại được, khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi, cốt sao sống đàng hoàng để không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng đặt cho mình một dấu chấm hết thật tròn. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Trên đây là tử vi chọn đời cho người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.